Chí Minh và đang làm việc ở kênh truyền hình Sài Gòn Channel. Bên cạnh đó thì mình cũng đang học khoa du lịch của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Nickname của mình là Mắt Hí hoặc là Hùng Râu. Nhìn thấy rất là nhiều râu nè. Mắt Hí là cười không thấy Tổ quốc đâu hết. Cái này là rất là thú vị tại vì mình tập yoga, ai cũng hỏi sao trẻ vậy mà đi học yoga. Nhưng mà nói chung là khi mà mình tập yoga mình cảm thấy đầu óc là thư thái và người cũng dẻo lắm. Bình thường buổi tối rảnh rỗi có thời gian thì mình sẽ nghe nhạc, mình đi hát ở mấy quán cà phê. Và nói chung là cái âm nhạc nó ăn vô máu rồi. Từ nhỏ 3 tuổi là đã đứng trước ông bà cha mẹ đồ nguyên cả nhà ngồi cái mình đứng mình hát múa may quay cuồng. Và chúng ta cùng chào đón Quang Hùng. Quang Hùng với ca khúc Đến với nhau. Đến với nhau thật lòng có khi nào quá khó không? Đến với nhau chỉ muốn cho nhau tiếng cười, cho vui giây vui thế thôi. Đến với nhau yêu nhau chỉ ánh mắt bỗng vô tình gặp nhau. Đến với nhau yêu nhau là sẽ vui, nhưng sau khi vui rất buồn. Người ta gần nhau, người ta đến với nhau, người ta gần nhau, người ta quên hết sầu. Giờ người ta yêu nhau, người ta muốn bên nhau thật lâu. Rồi thời gian buồn trôi, người ta ghét nhau, thời gian lặng qua, người ta quên hết rồi. Giờ người ta đi xa, người ta đi, người ta yêu người mới. Trái đất vẫn quay vòng, người ta đến với nhau. Người ta cần nhau, người ta đến với nhau, người ta gần nhau, người ta quên hết sầu. Giờ người ta yêu nhau, người ta muốn bên nhau thật lâu. Rồi thời gian buồn trôi, người ta ghét nhau, thời gian lặng qua, người ta quên hết rồi. Giờ người ta đi xa, người ta đi, người ta yêu người mới. Trái đất vẫn quay vòng, người ta đến với nhau. Thời gian bình chọn dành cho ban giám khảo bắt đầu. Bạn Minh Ngọc thân mến, mời bạn tiến lại phía tôi đi nào. Hiện tại điểm số của bạn đang có 35 điểm. Và sau đây sẽ là kết quả của ban giám khảo. 35 điểm. Và hiện tại bây giờ bạn vẫn tạm thời ngồi trước cái nóng đó. Và bạn Quang Hùng, đúng như nguyện vọng của bạn, tôi sẽ cho bạn cảm giác ngồi trước cái nóng. Và ngay sau đây tôi xin mời hai bạn cùng ngồi vào trước cái nóng kia. Xin mời bạn. Vâng, thưa quý vị, nếu như điểm số của thí sinh thứ 8 mà thấp hơn bạn Minh Ngọc và Quang Hùng thì chắc chắn rằng thí sinh thứ 8 sẽ chia tay với chúng ta. Thì lúc đó hai bạn thí sinh đang có điểm số bằng nhau thì ai đi ai ở sẽ do chị Siêu Black quyết định. Còn nếu như thí sinh thứ 8 có điểm số cao hơn bạn Quang Hùng và Minh Ngọc thì hiển nhiên thí sinh thứ 8 sẽ được đi vào trận đối đầu. Giây phút tiếp theo chúng ta sẽ phải chia tay với ai? Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với thí sinh cuối cùng ạ. Thí sinh thứ 8. Tên là Nguyễn Tiến Hưng. Năm nay mình 21 tuổi. Mình hiện tại đang là sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội năm thứ 3. Và mình đến từ Hải Dương. Thật ra thì gia đình mình cũng rất phản đối về việc quyết định theo con đường nghệ thuật. Nhưng mình với niềm đam mê lớn, mình đã quyết tâm thi vào trường và đã giành kết quả tốt.
Đến với cuộc thi này thì mình muốn mang giọng hát của mình đến với công chúng nhiều hơn, mang âm nhạc cổ điển đến gần với thị hiếu của mọi người. Thật ra thì giải thưởng cũng rất là quan trọng, bởi vì năm nay mình đang tốt nghiệp và cũng cần một khoản tiền để tốt nghiệp, và mình đã quyết tâm để giành giải thưởng. Hãy cùng chào đón sự xuất hiện của Tiến Hưng. Hôm nay Tiến Hưng sẽ mang đến cho chúng ta ca khúc Oso Le Mio. Thời gian bình chọn dành cho ban giám khảo bắt đầu. Xin mời bạn Minh Ngọc và bạn Quang Hùng hãy tiến lại phía tôi ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của ban giám khảo. 90 điểm. Xin được chúc mừng bạn Tiến Hưng. Xin được cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Vâng thưa quý vị, chúng ta hãy dành một tràng tay thật lớn cho bốn thí sinh chúng ta đã bước vào hai trận đối đầu ạ. Đó chính là Quý Sắt, Tiến Hưng, Huy Luân và Tuấn Nghĩa.